Hello, xin chào cả nhà. Sáng hôm nay mình ở nhà vài tiếng đồng hồ đó các bạn, để đưa bà xã đi shopping. Đi shopping có nghĩa là đi mình mua đồ like, đi mua đồ cho tiệm Tùng đó các bạn. Bây giờ bắt đầu mùa hè đến rồi. Cứ hàng năm như vậy đó là mình đổi khăn nè, tất cả các thứ vật dụng trong tiệm để cho nó cho cái mùa hè mới đó các bạn. Rồi, bây giờ hai vợ chồng mình Đi đi giờ nhá. mình phải đi mua mua đồ, Mua đồ. mua sửa soạn. Rồi cả nhà mình coi thử hai vợ chồng bữa nay mình mua cái gì nha. Rồi khi mình đến đó mình mua xong rồi đi về nhà rồi mình sẽ cho đại gia đình mình biết, mình review lại để gia đình biết là hôm nay vợ chồng mình mua những gì cho đồ xài của tiệm, vật dụng trong tiệm cũng như là vật dụng trong nhà. Thôi, hẹn chút xíu để gặp lại nha các Xíu gặp lại. Bên trong mua sắm đó các bạn. Các bạn thấy không? Ở trong này thì họ bán đầy đủ tất cả hết các bạn ơi. Hôm nay người đi shopping rất là đông. Đây là cái thức ăn mẫu đó các bạn. Để đây nè. Oh, you want me too? Yeah. Oh, So what do you okay. have today? What do you have for me today? That's with vegetables. And they're made in sea salt. Yeah. Okay. And they're 100% gluten-free. They're made with 100% vegetables. They're parsnips. They're sweet potatoes. And what are you doing? Yeah, good. Đây là bà cụ đang giới thiệu cái món chip này đó các bạn. They're very good. Bà cụ nói là cái này là rất là ngon, mỗi And thứ there's mỗi khác this you nhau. can use in salad. Yeah. And you can take and even put crush them and put them on a vegetable dish if you have. Like you would have, you know, whatever vegetables you have and you can munch on them. Okay, cool. I can try one. Very good. You can buy yeah. You can buy them over there. Yeah. You I can have I try tried it. this one first? Yes, you can. All right. You can try this one or whatever you want. Okay, cool. Yes. Thank you, ma'am. You're welcome. Đây các bạn ơi, đây là thành phẩm của hai vợ chồng đây nè em. Say hello to everyone. Hello everyone. Yeah. Anh này là ảnh đứng ảnh check ba cái receipt của mọi người khi mà mình mua xong mình ra đó, anh coi lại có đúng hay không đó các bạn. Đây là hai xe luôn các bạn. Rồi ở trong này nữa các bạn thấy đó, mình đã chắc đầy hết trơn rồi nè. Cái này là những cái supply để mình đi mua về cho cái tiệm Tùng của mình đó cả nhà. Để mình xài cho khách hàng đó. Rồi, bây giờ anh phụ em để bỏ đồ vô nha. Ok. Đó, sơ lược về đến chuyến đi vừa mua sắm về đó cả nhà. Mình cũng sơ lược để quay cái đoạn đường này các bạn thấy những cái giao thông ở đây. Giao thông ở đây nó rất là chạy xe rất là nghiêm túc các bạn. Các bạn thấy như này xe rất là nhiều rồi đó, chứ họ chạy như đường ai nấy chạy thôi chứ không có ai giật giật hay là búp kèn im nổi rồi đó các bạn. Mình đang chạy thì im ru à. Im ru. Tại bên mình đông quá. Bên mình đường quá. Hẹp mà người đông. Đông rồi xe quá trời xe luôn. Đúng rồi. Đâu phải ấy thôi, phải tránh qua tránh lại. Thank you.
giờ. Giờ này là giờ cũng giờ cao điểm đi ăn trưa rồi đó chứ. Bên này giờ đi ăn trưa, bên này là giờ đang buổi trưa đó các bạn. Rồi mình tiến về nhà xong mình review cho cả nhà mình xem mình mua cái gì hôm nay em ha. Cái gì tung tăng dữ xu, để từ từ coi xu. Nói gì con nói gì? Nó mì nó đi mới đi có 1 tiếng đồng hồ về à, 2 tiếng đồng hồ à. Đi các bạn ơi, bây giờ mình đã về đến nhà rồi nè. Rồi. Không một ít thì mình mình đem ra ngoài nhà ở đem ngoài tiệm. Để ở nhà còn bao nhiêu là ngoài tiệm hết. Hôm nay đây em ơi, giới thiệu sơ lược để cho gia đình mình thấy đi. Mấy nguyên một cái xe này á, là mình phải đem ra ngoài tiệm hết nè. Đem ra ngoài tiệm đó các bạn. Chỉ có cái này là của nhà thôi, là cá Simon nè. Cá Simon phải không em? Dạ, Simon này nó có tẩm sơ thôi. À. Rồi em mua cái phần đó. Còn khăn là mình phải mua là 150 cái cả nhà. Đó khăn á, mỗi lần mình mua cho tiệm dùng đó các bạn, là mình phải mua một đống khăn như thế này nè. Cái này cứ hàng năm là mình thay, cứ vào mùa hè là mình thay khăn mới đó các bạn. 150 cái bữa nay là ít đó. Thì đó mình phải tiếp tục mua thêm. Em phải mua thêm 150 cái nữa. Đúng rồi. Vì cái này mình chở ra tiệm cho nên không có đem vô nhà được các bạn. Mình rồi, review sơ cho cả nhà xem. Cái này nè. Cái này là ống nước phải không em? Cái dây tưới nước á cả dây nhà. Tưới nước đó. Mà cái này nó mình nó quấn. Nó làm bây giờ nó làm hay lắm. Nó làm nhỏ xíu thôi, một cái thùng như vậy nè mà tới mấy chục thước dài lận đó. Để cái này mình 100 feet rồi phải không em? 100 feet á, để bữa nào mình mở ra cái mình review cho các bạn coi cái ống nước nó hay, mở thì nó bung dài ra. Còn cái này thì mình phải mua là xà bông rửa chén, rửa bằng máy đó. Nên mình phải mua cái này. Tại mình có khách rồi mình phải dùng bằng cái máy rửa chén. Đó như đồ đạc ở ngoài gara đó các bạn. Như là vợ chồng cũng dự trữ như là ly tách, cũng như là các thức ăn như là nước mắm hay là tất cả các thứ á, thì mình cũng đều bỏ ngoài gara xe này nè. Khi mình cần dùng cái gì thì mình ra đây mình lấy. Mình đi mua rồi. Lúc nào cũng dự trữ vậy đó các bạn. Nhiều khi mình đi không được. Nhiều lúc không có thời gian. Dầu cũng vậy luôn. Dầu ăn á các bạn thấy mình mua dầu ăn là phải mua nhiều lần nhiêu đó vậy đó. Cái phần này xong trong đây. Ok. Rồi để anh phụ em anh lấy cái kia ra cho. Đây đây, để anh cầm máy đây đi anh lấy cho. Rồi em mua thêm cái kệ này nữa phải không? Đúng rồi, em mua cái kệ để sắp lên cần. Đây này các bạn. Cần tới mấy cái nữa lận. Đó mình cái kệ này đó. Rồi, xong. Khăn rồi các thứ là vô qua đó. Su ơi, Su làm gì đó? Su muốn gì? Su muốn gì? Cho Su không? Có gì cho Su không? Lúc nào cũng vậy. Có bịch mua cái này cho Su nè. Có không em? Có, nãy thấy đâu rồi ta? Có mua gì cho Là không? Là ơi, nãy sáng giờ con nhà làm gì? Hả? Đây. Làm sao mà không có của cho con cưng của mấy mì vợ. Đây. Đây đồ của hai em đây các bạn nè. Ok, bắt mì mở ra. Cái này là gà đi với lại heo. Ra đây cho rộng một chút nè. Ok, đi ra đằng sau đi. Hôm nay trời mát này, cho em ra đằng sau. La đi luôn nha. Đi con, đi. Mà mình chưa có làm rừng. Chưa có làm gì hết các bạn ơi, bởi vì là mới vợ chồng mới dọn sơ cái đằng sau cái bắc gia, cái khu vườn ở đằng sau vậy đó các bạn. Ở đây là có một cái bãi cỏ nè. Rồi mình có cộng trồng một cái hàng cây tùng đây nè các bạn. Đó. Rồi sau hàng cây tùng này là mình có cái hàng rào để cho các em khỏi chạy đi ra ngoài. Đó các bạn, cái thảm cỏ này đó là để cho dùng chiên cho Su với Là chơi. Tới mùa hè hai em có cái chỗ này tung tăng cũng vui lắm các bạn. Su ăn gì đó. Các bạn thấy xung quanh khu vực nhà, ở nhà mình đó các bạn. Thì hiện tại bây giờ là cây lá đó. Bây giờ thì các bạn thấy là cây lá nó bị khô vậy đó.
Chứ còn trong vòng thời gian chừng một tới vài tuần nữa là các bạn thấy là cây lá nó sẽ đâm chồi nảy nở ra rất là xanh. À, các bạn thấy đó. Đây là xung quanh cái ngôi nhà của mình vậy đó cả nhà. View sơ để các bạn thấy. Su đang làm gì đó? Rồi ít bữa nữa đây nè các bạn, mình tận dụng những cái đất xung quanh nhà đây nè. Đây đây cái hàng này là mình trồng cải phải không em? Không, cái hàng này là em có rau thơm rồi. À, cái này hàng này là để mình trồng rau thơm nè cả nhà. Nó có sẵn rồi, em trồng sẵn rồi. Bây giờ ít bữa nữa nó sẽ lên. Đó. Mình tí dọn dẹp lại. Còn cái củi đó là củi mình để đốt lò sưởi trong nhà. Cái củi đây đó các bạn. Thì mình để dùng để đốt lò sưởi trong nhà khi mà mùa lạnh cao điểm đó. Thì có cái củi này mình đốt cũng đỡ lắm, ấm lắm các bạn. Nó vừa đốt nó vừa đẹp mà nó vừa đấy. Thì đó là mình cũng tận dụng hết luôn cái dãy này đây các bạn. Từ đây mà chạy xuống túc buốt cái dưới kia là mình sẽ trồng ớt nè, hay là trồng rau nè, rồi trồng rau muống nè. Đó mình đi ra thẳng luôn đằng sau đi luôn đi cho. Ở đằng sau chứ. Đây đằng sau nè, là chút xíu mình đi đằng trước luôn. Đây các bạn thấy một vòng tròn của cái khu nhà mình nha. Đó. Bắt đầu từ khu vực này nè các bạn, mình sẽ trồng nó và đồng thời nó thẳng tới đó luôn. Rồi như cả nhà mình thấy những cái treo như thế này đây nè, là ít bữa nữa đây mình sẽ trồng bông. Em mở cửa bên hông đó luôn cho anh đi. Su ở trong nhà nghe chưa, không có được chạy đi ra ngoài nghe chưa các. You stay. Su đứng trong nhà nghe con. Đó. Đẹp ghê không? Rất là trời khi mà nó quang đãng rồi đó. Các bạn thấy cái khu vực rất là yên tĩnh. Nhiều lúc không có người đi qua lại các bạn. Như giờ này là tất cả mọi người đều đi làm. Nhưng mà nếu mà khi đi làm rồi đi về thì cũng vậy. Khu vực nó êm ả. Đây là cái khu vực và đằng sau nhà mình đây nè, đằng bên hông này nè các bạn. Rồi khu vực bên này mình có một cái bãi cỏ rộng nữa các bạn thấy không? Đó, không gian rất là rộng. Nó qua tới bên này luôn. Rồi kế bên nhà của mình đây có cái cây cây thông nè. Cây này là đến mùa Noel là mình hay thắp đèn ở đây cho nó sáng lên cái khu vực để cho nó đẹp đó các bạn. Đó. Để cho mình review hết cái khu vực để các bạn có nhiều các em giáo cũng như cô chú nói cái review sơ cái vòng ngoài cái khu vực đó. Chừng nào có bông hoa nữa. Rồi ít bữa nữa đây mình sẽ có bông hoa lên. Rồi trời ấm áp này một chút xíu nữa rồi mình làm vườn hay là mình làm cái gì đó rồi mình review cho gia đình xem. Em hả? Dạ, giờ mình chỉ ấy sơ thôi. Sơ đây tấm tắc thôi. Mới vừa ấm lên thôi, chưa có chọn gì. Đó, ở đây là hiện tại bây giờ cây thì cả nhà mình thấy là nó bị trơ trụi như thế này nè. Nhưng mà một tuần nữa là các bạn thấy là sẽ khác rồi. Còn những năm này thì bắt đầu là nở xanh lên rồi đó các bạn. Đó. Hello cả nhà. Sau một cái cuộc đi mua sắm cho đồ vật dụng trong nhà cũng như là trong tiệm đó các bạn. Rồi mình cũng view sơ cái quang cảnh ở đằng sau bên ngoài cho cả nhà mình thấy. Thì nói chung thì hai vợ chồng cũng chưa có làm khu vườn đằng sau đến đâu hết. Chưa đâu. Chưa, còn nhiều lắm các bạn. Mới hơi ấm ấm rồi. Khi các bạn thấy mà cây mà nó xanh tươi lên như đằng sau có bông hay là có cải, có rau, có ớt rồi đó.
thì phải chờ thêm vài tuần nữa em ha. Cả tháng nữa đó các bạn. Cả tháng nữa mới được đi. Hôm nay những cái thành quả của vợ chồng đi mua sắm đồ cho tiệm thì mình cũng review hết cả nhà mình cũng thấy rồi đó. Giờ bà xã cũng làm cái món đơn giản để cho mình ăn trưa. Ăn cơm trưa. Cái này thì đó. Đang bếp đằng sau bà xã cũng đang chuẩn bị lên bếp đó các bạn. Món ăn cũng nhanh gọn lẹ như mỗi ngày vậy đó. Thì trước khi mình ăn trưa và đồng thời mình tạm biệt gia đình để mình đi ra tiệm đó các bạn. Thì video đến đây mình cũng tạm dừng rồi. Thôi xin hẹn đại gia đình của mình cái video kỳ tới. Xin hẹn gặp lại ngày mai. Ngày mai các bạn. Thôi chúc gia đình mình dồi dào sức khỏe nha. Bye bye cả nhà. Bye. Bye.